Anh rồi anh có phải là mẫu người đàn ông lãng mạn không ha? Lo lắng nhiều nhưng mà cũng phải lãng mạn quá không? Ôi em ơi, anh nói thiệt chứ nếu như anh gặp được cái cô nào mà anh thấy hợp ý mà anh thương á là cô đó mình xin quá đừng có từ chối, là khi anh đi 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 đâu thì anh gặp anh thích ôm anh hôn lắm, bông hoa đồ anh không có ngại tốn tiền đâu anh biết không, À. khi cái cô đó nở nụ cười gì đó anh làm cho anh vui là anh nói thiệt chứ muốn ngày nào cũng mua hoa có hoa trong nhà cũng được. Vậy đó hả? Anh sẽ không phải ghi nhớ, anh muốn ghi nhớ hết nha, là nó báo cho mình trước một ngày để mà mình có quà cho người ta, có ông có hoa cho người ta rồi, nhưng mà cái cô nó đừng mắc cỡ nha. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Chúng ta sẽ nghe tâm sự của một anh rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Tại vì anh trong lần trước đã lên video của Uyên Quỳnh một lần rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm được một người vừa ý. Cho nên anh nóng ruột quá, đã cô đơn ở trên đất Mỹ này. Cả nhà cũng biết là rất là buồn, mùa đông sắp tới nữa, cô đơn một mình khi đi làm về á, không có ai, khi nấu ăn xong á, thì không có ai cùng ăn, rồi khi mùa đông lạnh đến á, thì không có ai cùng nghe nhạc hoặc là không có ai cùng tâm sự với mình á, thì mùa đông, nhất là mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo nữa thì cảm giác đó cô đơn vô cùng. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe tâm sự của một anh cô đơn trên đất Mỹ này. Trong mùa đông sắp tới, anh khao khát mong tìm được một nửa yêu thương của mình, một người bạn tâm sự trước khi mùa đông đến. Nào mời cả nhà chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Chúng ta sẽ nghe được tâm sự của anh ấy như thế nào. À, em chào anh ha. Rất vui được gặp lại em hôm nay. Em rất là vui chào đón anh quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ ha. À, Kết Nối Yêu Thương. Rồi. Xin chào quý vị khán giả trên kênh Yên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ. Chúc quý vị ngày Chủ nhật được bình an và khỏe mạnh vui vẻ. Anh có thể giới thiệu lại lý lịch bản thân mình ha. Tôi tên là Tướng Lê, sinh ra lớn lên ở Quảng Ngãi và năm 24 tuổi đi vào Sài Gòn sinh sống đến năm 41 tuổi thì sang Mỹ và định cư tại Tiểu Bang Hồ Chí Minh. Đi làm việc 4 năm ở Singapore và 6 năm là ở Bưu Điện. Đã ly dị vợ từ tháng 2 năm nay, đến nay là tháng 10 là được là 8 tháng rồi. Anh sinh năm mấy anh? Sinh năm 1970. Em nhớ là lần trước anh đã lên một lần, nhưng mà chắc là do anh nói còn sống chung với vợ cho nên nó nhiều cô sợ quá. Có nhiều người người quen với người bạn cũng có nói gì đó như là còn ở chung với trong một nhà làm sao mà ai dám làm quen. Hiện tại tình hình của anh có cải thiện lên chút nào không ha? Thì bây giờ mình cảm thấy là mình mua nhà riêng rồi, ở riêng rồi rất là thoải mái vậy Quỳnh ạ. Anh đã mua nhà ở riêng rồi hả? Mua nhà ở riêng rồi thì mình tìm cái nhà chỉ có 10 phút cách nhà cũ 10 phút thôi, cho nên là để con rồi cuối cùng nó rảnh nó chạy qua chạy lại nó thăm mình, với là nó thiếu cái món gì mình có thì mình chia sẻ cho con. Anh giỏi ha, một mình bây giờ mua được nhà mới rồi. Phải cố gắng chứ còn nếu như mình mà không mua nhà thì làm sao ai muốn đến mình. Còn ở chung thì người ta đâu có dám tới phải không? Ai cũng nghĩ là nếu như gọi điện thoại mà gặp
người vợ cũ họ xuất hiện thì làm sao mà người ta họ nói chuyện được thoải mái được. Rồi anh mua nhà được bao lâu rồi? Để sai cái file đồ là 17 tháng tháng 8 á thì mà. Ồ, cũng mới đây ha, chúc mừng anh ha. Cảm ơn em. Có anh đãi tiệc gì không? Có gì em? Có đãi tiệc ăn mừng không? Mừng mua nhà mới không? À, có nhiều một số bạn thì đem tặng cái nồi ốc súp, rồi tặng cái nồi cơm điện, rồi tặng cái son chảo để mà chiên gà, rồi hầm gà nữa thôi, chứ còn mình chỉ ăn sơ sơ cho vui thôi chứ còn không có lòng lắm. Anh ơi, giờ lúc này nhà đang tăng giá rất là cao đó, nhà bên anh đắt không? Anh may mắn anh mua được của cái chị này là cũng người Việt Nam mình. Nên chị đã dời qua bên tiểu bang Texas đi sống. Và chị mua nhà bên Texas rồi, cho nên là chị bán cái giá của anh là phải chăng nữa. Good. Vậy cũng may mắn ha. Nhưng mà ở tiểu bang của anh lạnh quá phải không? Nghe họ nói là năm nay có thể lạnh hơn năm ngoái. Của anh ở mỗi năm tuyết rơi mấy tháng? Như tối đa là tới từ tháng 12 đến tháng cuối tháng 3 là hết. Wow. Mỗi lần mà tuyết rơi giờ phải xúc tuyết cực lắm anh. Đúng rồi, cho nên cái nhà cũ của anh đó là anh mua có gara để buổi sáng mình dạy gì đó. Không có xúc tiết, mà bây giờ nhà mới anh mua nhỏ hơn nhà cũ. Nên không có gara thì anh mới mua được cái bao mà nó phủ đi xe. Mình khi mà có tiết là mình phủ đó tối sáng ngày dậy mình vũ cái bao ra mình đi làm cho nó khỏe. Anh có suy nghĩ là sẽ đi tiểu bang khác sống không? Tiểu bang ấm hơn không? Chắc mà là nếu như mà không có cái công việc gì mà hấp dẫn đó, hơn cái công việc bưu điện đó, thì anh không đi được. Nếu như mà không đi được đó, thì phải làm cho đến khi nào mình không làm được nữa, hoặc là đến vì hưu là cuối cùng là 67 tuổi là mình có sức khỏe mà tới 67 tuổi vì hưu thì tốt quá. Thì chừng đó vì hưu xong rồi mình tính. Tại vì ở tiểu bang lạnh quá ngán. Nhưng mà tại vì anh ở đó quen rồi phải không? Anh ở đó cũng được 10 năm hả? 11 năm. Mà cái người ta họ sợ lạnh, nhưng mà đối với anh thì anh sợ nóng này. Vậy đó hả? Tại vì cái nghề của anh là đi ngoài đường đó. Mà trời nóng quá, mà cái xe của bưu điện hiện giờ là nó chưa có đổi xe có máy lạnh cho anh. Ủa xe bưu điện không có máy lạnh hả? Cái xe cũ không có máy lạnh. Ví dụ như một số anh em ấy, mà đi làm sạc quá thì mới nhận được xe mới, hoặc là những cái rào mà họ mở ra trước đây chưa có, bây giờ họ mới xây dựng khu dân cư mới đó. Thì họ ưu tiên là đi xa quá thì có máy lạnh, chứ còn những cái rào mà gần mà mình đi có năm hay 10 mét đập để thì xe điện họ cung cấp cho mình là xe cũ không có máy lạnh. Em cũng không để ý nữa, đúng rồi, như là xe bưu điện không em không có máy lạnh. Đúng là trời nóng hay trời lạnh cũng mệt ha. Trời lạnh cũng vậy, nhưng mà trời lạnh thì mình mặc áo ấm rồi nhìn vô nha. Bó tay rồi cho nó ấm vô nó cũng đỡ hơn là trời nóng. Anh có mặc quần short, còn nữa mặc một áo tay ngắn nữa nó còn phải đem theo nước anh cái can anh giặt anh lau mặt hoài. Anh nhưng mà một ngày đó anh chạy là mấy tiếng đồng hồ thôi, em thấy thường thường hả, họ đưa buổi sáng thôi hả? Buổi sáng là cái CT cardio đó.
cái nghề mà bỏ thư á, là có hai cái tên. Nếu như mà ở trong cái khu trung tâm mà gọi là thành phố thì họ gọi là city kế ra, tức là họ đi bộ. Tức là họ đi bộ, họ bỏ thư, tức là họ mang cái giỏ đi bay đó. Họ đi vô từng nhà, họ bỏ thư đó, đó. Và là city kế ra thì họ đi ra ngoài đường sớm lắm. Còn anh á, là buổi sáng hai gọi là rural career. Khu vực qua đó là hồi trước kia là quan quan bán hoặc là nhà thưa thớt đó. Họ gọi là nông thôn á, nhưng bây giờ thì nó là thành phố, nó xích xích nhau hết rồi, nhưng mà họ vẫn là lái xe tới tận nhà, bỏ thư vô rồi chạy tiếp. Thì cái công việc của anh á là buổi sáng anh vô, anh phải xếp thư, xếp hàng, xếp quá biết làm tới 11:30 mới lấy xe mới ra ngoài đường. Làm ở trong 4 tiếng, ra ngoài đường làm cả 4 tiếng nữa. Trong 4 tiếng, là đủ 8 tiếng á ha. Nếu như mình làm nhanh á thì mình về sớm. Mà còn một bữa như mùa Christmas á, nó hàng quá nhiều quá thì mình làm về trễ, thì họ mình vẫn nhận được cái khoản tiền cố định như vậy thôi. Nhiều ít gì là mình cứ nhiêu đó làm tới thôi, nhiêu lương đó thật tới thôi phải không? Nhiêu lương đó là họ trả anh lương thêm lương năm chứ không phải. Không có lương tháng luôn, tức là anh làm có 6 giờ học trả. Em nghe nói là vào lúc này là bưu điện rồi là sẽ bị chậm lại, thơ đồ sẽ bị chậm lại, có chuyện đó không anh? Như mình đi gửi quà đồ á cũng bị chậm lại có không? Anh nghe vụ đó, mà bây giờ là họ cạnh tranh lắm, họ sợ là Amazon họ lái hoặc là những công ty khác họ lái, cho nên là mình nhận của hàng nào là mình phải do trong ngày chứ. Vậy đó, cạnh tranh với nhau á. Cạnh tranh lắm, mà Amazon thì bây giờ nó cũng vẫn còn vô điện thì nó không có đi lý với đi kịp á, tức là những cái gói hàng Amazon á là họ ký contract với bưu điện mấy năm trước rồi, bây giờ cái contract nó chưa thấy, cho nên họ vẫn phải vô bưu điện biết đó. Họ có xe Amazon riêng, họ có muốn tài xế riêng, nhưng mà họ không có đủ nhân lực để mà giao hết cái số lượng hàng hóa, cho nên họ vẫn đổ cho bưu điện những gói hàng mỗi. Anh rồi bây giờ á, nếu mà anh muốn tìm một người yêu cho anh á thì anh muốn người đó như thế nào hả? Bây giờ anh cần cái người mà hiền lành, đạo đức, vui vẻ, yêu đời, không có vướng bận gia đình. Anh có muốn độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Bây giờ mình trước mắt mình làm bạn, cho nên là độ tuổi nào cũng được em ơi. Vậy đó phải không? Không có giới hạn độ tuổi phải không? Độ tuổi nào cũng được, nhưng mà nhìn sao cho nó xứng, chứ còn đây mà giống chị anh thì nó hợp. Rồi anh có muốn chiều cao khoảng bao nhiêu không? Tại vì anh nói là có nhiều người á lớn tuổi anh, nhưng mà anh nhìn thấy trẻ anh thì anh vẫn làm bạn nha. Chứ không phải là kêu là người đó lớn tuổi mà mình không muốn làm bạn. Nhiều người họ lớn tuổi anh mà họ vẫn trẻ. Nhân dịp đây anh xin hỏi Yên Quỳnh đó là anh gọi Yên Quỳnh đó là xưng bằng em hay là bằng tên, cái nào cho nó dễ xưng hô, dễ nói chuyện. Anh cảm thấy là xưng sao thôi, cảm thấy thuận tiện cho anh, thoải mái cho anh thì anh cứ việc xưng. Em không có quan trọng chuyện đó. Có người lớn tuổi hơn em mà kêu em bằng chị, em cũng ok luôn. Tại vì em nhiều khi người ta xưng như vậy, người ta nói chuyện, người ta cảm thấy thoải mái á, thì em cứ việc, em cũng quan tâm cái chuyện đó. Miễn sao anh cảm thấy thoải mái thì ok. Ý là mình tôn trọng nha. Chứ còn anh biết Yên Quỳnh là nhỏ tuổi hơn anh, nhưng mà có điều là ở đây ông, ví dụ như ông Obama, tổng thống Obama là ai mà giống nó thằng Obama đâu. Ai mà giống nó em Obama đâu, không? Em không có sánh tới tổng thống anh à. như cái anh gì mà làm cái kênh Phố Mô Sa TV đó. Cái anh đó bây giờ, ví dụ anh nghĩ anh bằng tuổi anh còn nhỏ hơn, nhưng mà mình gặp anh mình cũng tôn trọng. Tại sao đàn ông họ có làm một cái nhiệm vụ gì, mình gặp người lạ mình tôn trọng, mình gọi là anh. Còn mình cứ thấy
thấy phụ nữ mình gọn em quá. Nhưng mà phụ nữ nhiều khi phụ nữ người ta thích kêu bằng em đó, để cho thấy người ta trẻ ra. À, nói chung là cái tính anh đó, là anh thấy mình trẻ hơn đó, anh không cần biết tuổi tác phụ nữ, anh thích gọn em. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà cái ông anh của anh á, anh ba của anh thì anh kêu là mình phải biết người ta nhỏ với người ta họ hòa đồng với mình, thân thiện rồi ấy, thì mình gọi xong được. Còn như Yên Quỳnh đó thì phải hỏi rõ ràng chứ, để mà cái người chồng của Yên Quỳnh đó là không được vui, kêu là cái ông đó ông chưa có thăng quan hết mà ông gọi Yên Quỳnh là em một sớt à. Chuyện này là công việc mà anh không quan trọng đâu ha. Thí dụ một người anh muốn làm quen á, anh có giới hạn là cô ấy cao bao nhiêu, thấp bao nhiêu không? Theo anh nghĩ là phụ nữ mình, anh thì cao gần 1m7. Ồ, anh cao gần 1m7 là hả? Thì hồi trước anh có nói với em là hồi xưa anh 1m7, mà bây giờ như nó thấp hơn chút, em kêu là cái câu này nghe con quen đó, là nó thấp đó. Bây giờ anh nghĩ là có cô gái mà dưới 1m5 là đi với anh rất là xứng. Hả? Là 1m55 dưới 1m5. Mét gửi được không? Còn khi mình gặp nhau mình đã biết được là nó xứng hay không. Mét gửi được không? Được đấy, chứ thấp anh không cảm, anh thấy rồi. Cô gái thấp, anh vẫn thương yêu chứ không có chê thấp gì lùng. Mình giờ mình đâu có phải là lựa chọn người cao để mà sinh con cho nó cao đâu. Đây là bạn mình, kết bạn mình vui cái quãng đời còn lại thôi. Nên anh không quan trọng cái chiều cao chiều thấp, mình đừng có cao quá đi. Anh đó là anh đâu phải là đại gia đâu mà mình đi với cô gái cao hơn mình ăn gió. Ý anh nói là thấp hơn anh thì mang giày cao là nó bằng, hoặc là thấp hơn anh chút được rồi phải không? Còn cao á thì mang giày cao lên là cao quá, là anh đi không có xứng phải không? Đúng đúng, anh đi với đường gái mà con anh với bên giàu có anh thì sao cả anh không thấy anh đẹp bé, không thấy không tự tin nha. Cảm thấy không tự tin. Nên anh cần cái người, anh cần làm bạn với người con gái là không phân biệt giàu nghèo. Dạ. Đó, nhất là đạo đức và hòa đồng vui vẻ. Thứ nhất là nụ cười chào hỏi, chứ đừng có quan trọng cái giàu cái nghèo, cái lựa chọn nó thông minh tài giỏi thì thôi, đừng anh không giống mà nó quen. Vậy đó hả? Mình ý là bây giờ mình làm việc là tay chân nghe không? Làm sao anh giống quen với cô mà có trình độ cao không giống, thì cô nào mà chấp nhận anh tức là chấp nhận không phân biệt giàu nghèo. Dạ. Không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt làm việc tay chân hay là làm việc bằng giấy. Dạ. Nhưng mà rồi quan trọng cái là anh muốn, nếu mà anh tìm một người bạn như thế, anh muốn tìm ở đâu cũng được hay là anh chỉ muốn giới hạn ở Mỹ thôi? Ồ, em biết không, cái nó thật sự ra là nơi nào cũng có người tốt, người đẹp, người đạo đức. Yeah. Với ít hay nhiều thôi. Nên là chỉ e rằng là cái số một cái người mà ở gần và đó là mình tìm không ra. Mình là mình đang cô đơn, mình đang cần cái người bạn để chia sẻ niềm vui với nhau. Mà cứ nói chuyện qua điện thoại vậy thì nó đi đâu được rồi. Thì từ từ chứ, nói chuyện qua điện thoại rồi từ từ có ngày phép lại xin ngày gặp nhau chứ. Đúng đúng, có những điều mà con người mình á, mình không nhìn thấy cái điểm dở của mình, điểm xấu của mình. Nhưng mà khi em tiếp xúc lâu rồi á thì em mới phát hiện được không hợp. Chứ còn nói chuyện qua điện thoại hoài á là mình khó phát hiện được những điểm dở. Ví dụ như là em thích nhà cửa trồng bông trồng hoa vườn đẹp đẽ, mà em đến cái nhà của người đó em nói điện thoại thì em thấy ồ cái anh đó tốt, nhưng mà khi em đến nhà đó em thấy anh bỏ rác đồ anh không dọn, cây cối để cỏ mọc tùm lum á, thì nó thật sự ra là không phải là mình nói những người xa là không có người tốt. Không có người họ mình có ấy chứ, nhưng mà em hai cô mà cô nở gần á thì anh theo nghĩ là sẽ có sự tiến triển nhanh hơn phải không? Thì hôm nay em hiểu là hỏi em có hỏi anh là
anh qua đi cây yên mình cuộc sống thì anh có chọn được cô đảm thì anh sẽ học nói nha. Nếu như anh nói anh chọn cô bên Việt Nam và anh nói anh chọn cô ở Minnesota rồi thì lỡ thì có cô ở địa phương Virginia này thành phố này mà cô muốn ăn cô đâu có muốn đi ở quan đồng đúng rồi. Nên cái người nào mà họ cảm giác ở cái địa chỉ của họ gần họ dễ tìm hiểu thì cô đó nhắn danh mà anh sẽ thấy cô nào mà cũng có gần ở trong cái địa bàn này trong thành phố này thì anh sẽ nhắn tin cho em nhờ em nhắn cho cô đó biết. Dạ. Yeah. Anh nhưng mà ở chỗ anh á là người Việt ở đông không? Cũng cỡ một triệu người em. Triệu người hả? Rồi anh có ra ngoài tiếp xúc với lại người Việt thường xuyên không? Khoảng vài tuần, một tháng mới đi xuống khu trung tâm Eden. Eden tức là cái nơi mà có nhiều nhà hàng, cái chợ của người Việt Nam tập trung trong một khu shopping đó. Khu đó nổi tiếng lắm mà, khu đó đông người phải không? Em xuống đó ăn uống trong quán, thích ăn mì Quảng nè, hoặc là hủ tiếu mì lá cai đồ đó, mấy cái món, mấy cái tiệm nổi tiếng này không? Ăn hoặc là mua chả bò, chả quế, đem về nhà mình ăn. Nhưng mà anh đi xuống đó rồi, anh đi xuống đó với ai, đi một mình thôi hả? Thì trước đây là đi với con, nhưng mà bây giờ là con nó đi làm rồi, cho nên là anh đi một mình thôi, chứ còn đâu chưa tìm được cô nào. Chứ nếu như tìm được cô nào thì mình đi xuống đó mình ăn một mình đúng. Tìm được cô nào thì đi hai mình phải không? Anh rồi anh nghĩ mình có điểm mạnh gì không ha? Anh điểm mạnh là siêng năng, cần cù. Dạ. Luôn luôn là muốn học hỏi, nhất là cứ tìm tòi nghiên cứu. Vì là ví dụ như nhà cửa đồ sửa cái gì cái thay cái lưới cửa sổ rồi nè là anh tự anh đo bị bố anh mua về anh đo rồi anh cắt anh thay không? Thay như vậy đó tự làm luôn á. Chứ mấy cái này mà mình mướn người ta cũng khó lắm. Người thợ ở đây họ làm là những cái này lớn đó, tiền nhiều thì họ mới bỏ công ở đây. Còn các bạn bạc có giữ cái lưới của cửa sổ rồi che mũi mà mình muốn mất thời gian của người ta họ muốn đánh nhập cho nên mình phải tự nghiên cứu mình làm. Yeah. Cái xe ô tô mà nó có bể kiếm đồ đó, là anh cũng lên YouTube anh học rồi anh tự order thì anh thay. Rồi trước kia cái nhà cũ có cửa gara nó hư rồi đó là đầu tiên anh nhờ bạn tới anh bạn đỡ lo nặng rồi anh giúp. Giúp đồng có đó là lần sau mình tự sửa chứ mình phải học. Anh nhớ cũng phải mua đồ nghề về canh xe chạy lên dốc rồi kêu con ra đứng co ba thai rồi lại có chuyện gì là cứ kêu nai canh banh cứu ba. Anh được mấy đứa con? Hai trai 21 với 18 tuổi rồi. Cũng lớn rồi ha. Lớn rồi. Rồi anh nghĩ là mình có điểm yếu gì ha? Ủa anh điểm yếu thì thẳng tính này mà. Vui thật thà. Con người nhiều khi hồi xưa đi Việt Nam là có nhiều người mà anh không biết là người ta họ thật hay giả mà cứ họ bó cái chân họ ngồi đó anh xin làm đi làm khuya á. Đi làm khuya hồi kia anh làm ở khách sạn Caravelle ở Sài Gòn á. Anh làm ca anh đi làm về khuya qua cầu ván vẻ để mà anh thấy họ ngồi trên cầu á mình á là anh đầu tiên anh muốn dừng lại mà anh sợ. Cái rồi qua một đoạn rồi anh cảm giác là mình không quanh là mình cho họ anh mua thường đi làm về anh mua bánh bao hoặc là trứng. Tức là anh nghĩ là nếu như mình thấy người ta tội vẻ là mình không có cho người ta cái gì là mình về nhà mình cái đầu óc mình tưởng tượng gì đó biết mình uống được nha. Cảm thấy lương tâm mình bức rứt phải không? Bức rứt quá cho nên là có quanh lại cho họ cái anh bao hoặc là cho họ cái trứng vịt lộn ăn cho họ chén nước nó là toàn trên thế giới luôn á chứ không phải là riêng gì ở nước Việt Nam với nước Mỹ đâu. Nhưng mà có điều là cũng có nhiều người thân quen bạn bè của anh ấy giới thấy anh là người như vậy đã đi vậy đó rồi anh đã có nhà cửa ở yên này không vướng bận gì
gia đình con cái gì hết chứ. Nên cũng giới thiệu, thấy cái thương ở cô kia, giới thiệu cho anh làm quen. Nhưng mà có điều là anh cảm ơn. Nhưng mà xin nó rõ cho cô ấy đừng có buồn anh á, là anh không liên lạc nữa vì là cô ấy mất ly thân thôi. Vậy đó hả? Cho nên là thấy người nào mà một quý anh á giới thiệu cho anh thì anh cảm ơn, nhưng mà có điều là anh mà anh thấy người nào mà chưa có rõ ràng ly dị dứt khoát đó, thì anh không có nói chuyện nữa. Anh không dám biết đâu là họ mới ly thân rồi họ một thời gian sau họ cảm thấy họ trở lại với chồng họ, bây giờ có mình vô mình làm cầm địa là họ trở lại với chồng họ là tội nha. Nên là anh trước mắt anh cảm ơn những người mà thân yêu thương anh và thương cô đó giới thiệu cho anh làm quen, nhưng mà có điều là để mà chưa có ly dị rõ ràng á thì anh sẽ không có nói chuyện với anh nữa. Vậy là mai mốt cô ấy ly dị rõ ràng rồi anh có nói chuyện lại với cô ấy không? Nói chuyện thì cái chuyện bình thường ấy mà. Nói chuyện thì chuyện bình thường. Nhưng mà có điều là mình trong cái lúc nói chuyện á thì anh mong muốn rằng là khi mà thấy anh mà đã hỏi tới những cái vấn đề mà sâu sâu hơn, tức là anh đã mấy nghe không? Ví dụ như ở Mỹ đây họ kêu là đừng có bao giờ ngại hỏi người lạ là mức lương em làm bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ anh hỏi em chứ, anh đã nói chuyện anh khi mà anh đã mấy anh muốn tiến đến là thân mật hơn thì anh sẽ hỏi. Anh hỏi anh đâu có bao giờ anh xin và anh không bao giờ anh buồn hết, anh thấy không? Mà anh hỏi để anh biết được là ở cái nước đó, ở cái nước ngoài đó, không có nước Mỹ, thì em làm bao nhiêu năm đó, cái nghề đó là so sánh với nước Mỹ là nó có cao hơn hay là thấp hơn, thấy không? Nhưng bên Mỹ này, ví dụ em nói em làm cái nghề gì bao nhiêu năm là bổ đồng, họ đi ra họ biết mức lương gì thôi. Nên anh hỏi không phải anh vượng, không phải anh xin, mà cũng không phải là anh còn ngại ngùng thì anh hỏi, nhưng mà khi đã nói chuyện anh cảm giác được là anh mấy anh quý rồi thì anh hỏi thì đừng có dễ kể nữa. Nếu mà dễ kể anh sẽ không muốn nói chuyện nữa. Nói cho nên tại vì thế mà em mấy anh em quý anh mà em cảm giác là anh là thân mật rồi thì em cứ hỏi gì anh trả lời. Đúng rồi. Chứ đừng có ngại kêu là hỏi mức lương anh làm cái kỳ, mình đâu có mượn họ, mình đâu có xin họ đâu mà kỳ, anh thấy không? Dạ. Ông ơ lái ông ơ mượn xin nhé, chẳng qua là khi mà mình đã thăng yêu bô chính đang rồi mình ở xa xa cơ thấp thế gì thì tùy người thăng họ giúp đỡ bao nhiêu tùy, chứ còn bây giờ anh đang còn khỏe mạnh coi lọt thì được. Ví dụ người con gái mà đi làm quen với anh là anh luôn luôn nghĩ trong đầu là anh sẽ che chở cho người ta được thì anh mới làm quen. Thứ hai nữa là anh phải chi trả, ví dụ đi ăn uống anh sẽ chi trả. Yeah. Anh sẽ là người chi trả, anh mới cảm giác được cái tình thương của mình đối với họ. Đó là cảm giác là mình là một người đàn ông che chở cho phụ nữ phải không? Cái người mà do mình tại vì họ làm lương cao hơn mình, họ ăn hạp và làm cái chức vụ này cái kia, mà họ làm họ đi ăn nhà hàng sang trọng, còn mình kêu là mình sẽ chiêu đãi hết thì không có năng, không có khả năng phải nói thật. Mình làm 10 đồng hết rồi mình chi ra hết 2 đồng cho tiền nhà, 2 đồng cho tiền ăn uống, 2 đồng cho tiền quần áo sách, tiền áo giày dép, 2 đồng để mình chăm lo cho cha mẹ bây già, rồi 2 đồng mình phải để dành. Nhưng mà khi mình đau yếu mình trả bảo hiểm insurance nó có vờ 80% là còn 20% mình phải cô bê, thấy không? Thì không có thể mình cái mức của mình làm 7 đồng mà mình đi chơi với người làm 15 đồng mà nó không giúp. Ở đây là đủ thứ bill bộng hết trơn á, đủ thứ việc phải lo hết. Đúng vậy. Anh rồi anh có phải là mẫu người đàn ông lãng mạn không ha? Lo lắng nhiều nhưng mà cũng phải lãng mạn quá không? Cô em ơi, anh nói thiệt chứ nếu như anh gặp được cái cô nào mà anh thấy hợp ý mà anh thương ấy là cô đó mình xin cô ấy đừng có từ chối là khi anh đi đâu thì anh gặp anh thích ôm anh hùng lắm. Bon hoa rồi anh không có ngại tốn tiền đâu, anh biết không?
Thì cô đó nở được cười gì đâu, anh lọc cho anh vui là anh nói thiệt chứ, 4 ngày nào cũng có hoa, có hoa trong nhà cũng được. Vậy đó hả? Anh sẽ không phải ghi nhớ là anh của cô, không, anh ghi nhớ hết nha. Thì là nó báo cho mình trước một ngày để mà mình có quà cho người ta, có ông có hoa cho người ta. Rồi, nhưng mà cái cô nó đừng mắc cỡ nghe, cô nào mắc cỡ mà thấy thấy anh ôm anh hôn trước mặt mọi người là xôn ra là mất hứng. Là lần sau không làm nữa phải không? Thì bỏ vậy, lần đầu tiên em đẩy ra trước mặt người ta em không cho người thương em hôn em thì lần sau họ không thấy họ mắc cỡ với thiên hạ chứ. Anh rồi anh có hút thuốc uống rượu không ha? Không, bỏ từ lâu rồi. Bỏ từ lâu rồi hả? Bây giờ là anh cũng cầu mong là gặp cái người nào mà cũng định có hút thuốc uống rượu. Dĩ nhiên là rất ít phụ nữ là hút thuốc uống rượu, nhưng mà mình nói trước ha. Đâu có ai cực đâu. Dạ. Quen xong rồi mà phát hiện ra hút thuốc uống rượu thì nó phí thời gian hết nha. Lâu lâu á mà ăn đồ bổ quá có bạn bè đồ mời tới, hoặc là mình đi đến nhà bạn thì anh có mua cái bia nha. Hoặc là anh cũng có để cái bia ở nhà sẵn ở bạn đấy thì sáng mai mà không bị đòn nữa, tối thứ bảy rồi mà, thì lấy ra uống một chai thôi chứ không uống gì. Dạ. Thỉnh thoảng thôi ha. Anh rồi lúc rảnh rỗi anh thích làm công việc gì? Rảnh rỗi về nó về thể dục thể thao là đi bộ, đánh tennis, mà bây giờ là mùa lạnh rồi. Không có khi mình đánh thì cái xăng nó đầy rồi bật nữa. Thứ hai là anh đi gym đó, anh bơi lội. Bơi lội với sông hơi sauna, sông hơi nắng, sông hơi khô đồ, anh thích mấy cái vụ đó, ngâm vô bộ nước nóng. Anh rồi khi anh định đi bước nữa như thế này nè, hai con của anh nó có ủng hộ anh không? Bây giờ con anh 18 với 21 tuổi rồi. Thì nói luôn cho cô nội yên tâm là con anh nó sẽ không làm phiền anh vậy chứ. Chỉ khi nào mình thương con thì mình nhớ cái ngày là con sẽ cần đi thi cái gì thì mình nhắc trước một ngày nha. Con nó cần thời ba có cái chết nha. Ba có cái tài chết với con cái chỗ kia họ đường con họ cần trả dịch vụ cái phí gì á bằng chết rồi là bằng tiền mặt á thì mình có sẵn là mình giúp mình đưa cho con. Chứ còn bây giờ mình sống sâu cho mình hạnh phúc, mình vui vẻ với người mà yêu thương mình thì con mình nó vui. Và mình đừng có làm phiền con. Anh sẽ không bao giờ làm phiền con hết chứ, không bao giờ làm phiền. Mà anh cũng muốn nhờ con anh gì anh nhắn tin con ơi, con anh đấy giờ là bố anh ba ngày mai con đấy con muốn ăn cái món đó, con gà hầm hoặc là món gì mà ba có thể làm được á thì mình đánh thì mình nói mình ok con ba mai ba làm cho ăn. Còn nó rất là nó sống ở Mỹ là nó rất là không có tự động mà đấy mà không bỏ trước thì không nó rất là lịch sự là nó nhắn tin trước nó bảo ba con muốn đến nhà của ba là để lấy gì đâu muốn bao cái gì cũng cần cái gì nó bảo thì nó không làm phiền mình mà mình cũng không làm phiền nó thì không có lý do gì mà mình phải sợ mình có bạn mình phải sợ con hết chứ. Mà con anh cũng còn đi học đó phải không? Thì thằng lớn là học đại học năm 3, thằng nhỏ là học năm cuối high school. Thằng nhỏ là nói chung là con anh đó, cô qua Mỹ là hiểu biết lắm, nó không có lòng hiền đi người lớn gì. Tự nghiên cứu tự học hỏi nhiều lắm. Dạ đúng rồi, nếu trẻ cô nào hơn anh cũng anh cũng ở cô nào mà muốn làm bạn của anh trước chứ, làm bạn thì anh cũng mong muốn có cô mà không có vướng bận gia đình. Chứ giờ anh đã làm bưu điện là một tuần 6 ngày rồi mà khi mình rảnh mình muốn gặp cô đó thì cô đó có vướng bận, cô phải em phải làm cái này cho
con mình làm cái kia cho cha, làm cái nội cho mẹ, thì làm sao mà mình tìm hiểu được, anh thấy không? Thì anh cần người không có bướng bận gia bệnh, siêng năng, khỏe mạnh, vui vẻ, yêu đạo. Yeah. Ok. Thông thường á, những người đàn ông ở miền Trung, miền Bắc đó là có tính gia trưởng rất là cao. Anh có tính đó không ha? Em ơi, nói về mà gia trưởng á, nó đa dạng lắm. Ví dụ như là ba anh á, hồi xưa á, là đi làm ở cơ quan, ông làm trưởng ga xe lửa, thấy không? Rồi ông giải học tiếng Pháp. Anh là cũng út gia đình mà ba anh mất rồi. Thì má là cũng học giỏi nhất cái tỉnh Quảng Ngãi luôn á. Má biết tiếng Hoa. Ba thì biết tiếng Pháp, má biết tiếng Hoa, ba thông dịch tiếng Nhật nữa em ạ. Lên cái tỉnh Quảng Ngãi là ai mà nói về tay ba má anh là những người xưa là họ kính trọng kính nể, là ba má đi rồi hơn người học giỏi. Cho nên vì ba là người học giỏi mà ba có chức có quyền đó, nó làm việc là có chuyện người học cao làm việc, cho nên là đi làm ở ngoài ở về nhà là ba cũng làm đi chứ. Mẹ nó hôm nay là kêu các con dọn cơm để riêng cho ba, làm tình ba xuống ăn cơm. Nhưng mà bây giờ anh hai của anh rồi anh ba của anh qua Mỹ rồi anh qua Mỹ, nên là mình học cái văn hóa của phương Tây nữa. Tự nấu cơm, tự nấu chén, không? À bốc bụi giặt đồ làm tốt công tác hết, nhưng mà nên không bao giờ nghĩ ở cái chuyện mà rửa chén hoặc là lau nhà hoặc là giặt đồ nấu cơm là của người phụ nữ, không có. Dĩ nhiên là khó mà tìm được cái cô mà hợp với món ăn của mình. Nhưng mà anh nói là anh vui khi mà anh nấu món ăn, anh ăn thấy ngon, cô đó cũng ăn hợp luôn thấy ngon thì tuyệt vời, mình vui lắm. Nhưng còn cái cô đó mà cô nấu mình ăn không, mà mình nấu cái món của mình mà cô ăn được thì làm sao mà lâu dài được, em hiểu không? Dạ. Nó. Đúng rồi. Đây là hy vọng rằng là gặp được cái cô mà cô cái cách nấu của nấu ăn á, mình ăn được anh thấy ngon và ăn nấu của ăn cũng được cũng thấy ngon á, thì rất là mừng. Cũng gia trưởng là không có em ơi, anh em đã bị nhạy mà gia trưởng là cháy á. Gia trưởng là đói à? phụ nữ là số 1 ở đất nước Hoa Kỳ, mà bây giờ đầu mà Việt Nam mà có gia trưởng mà gọi là ba chữ nạp nộ phụ nữ là tiếng to phụ nữ hoặc là đánh đập là không sống nổi như nước Mỹ đâu, thấy không? Dạ. Sao mà sống được khi phụ nữ là người ưu tiên hàng đầu đi đến nước Mỹ, được tôn trọng trước tiên hết. Mà anh nào mà không có bãi bỏ cái tính gia trưởng đi mà kêu là vợ làm sai cái điều gì á, hư cái điều gì, mình đánh, mình đập, mình chữ mắng la coi như là họ qua police tới là có trúng qua trai gì họ mình cũng đi vô tù. Hiểu là đừng có bồi lo ngại cái chuyện mà là đàn ông bên Mỹ sống bên Mỹ lo nam rồi mà còn tính gia trưởng là không có đâu, có còn là không bao giờ sống nổi. Dạ. Em rất là vui á, gặp lại anh hôm nay ha. Em hy vọng sau video này sẽ tìm cho anh một nửa yêu thương nha. Lần này thì sẽ phần trăm sẽ cao hơn lần trước. Rồi nếu mà có gì tin vui gì, nếu mà sau này có tin gì vui vui nhớ báo em biết nha. Anh có lời nào cho khán giả ha? Tuy nhiên rồi em là báo cho em nha. Anh là cái tính của anh là có điều vui anh thường hay muốn chia sẻ. Dạ. That's good. Là em là cái người số 1 là từ giờ anh qua anh cài nít 11 năm trời chưa có đi qua tiểu bang, chỉ có tiểu bang gần nhất ở đây mới đem là anh đi thôi. Vậy đó. Còn mấy tiểu bang họ Florida, New York đồ cũng có người thân anh không bạc đồ ở qua hết, nhưng mà nhất định là khi mà cô nào mà làm quen với anh mà thấy họ là anh sẽ xin phép. Xin phép mình hẹn với nhau, cổ cũng xin phép cơ quan cổ, rồi anh cũng xin phép bưu điện là hẹn với nhau là qua tham hết chứ. Dạ, that night ha, vậy rất là tốt. Rồi đi qua Florida chơi nữa, anh đi qua mấy tiểu bang ấm rồi sao, chắc là anh sẽ muốn thay đổi ý kiến của mình. Nhưng thật ra sắp nữa mà anh cũng chưa đi qua được, nếu như mà có gặp được cô nào hợp tình hợp lý với nhau là anh sẽ qua, nhưng thật ra sắp được qua tham em tiểu bang của em chơi một vài ngày luôn.
Dạ, ok anh, cảm ơn anh ha, anh chào khán giả giùm em ha. Ok, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cái YouTube của tôi nói chuyện với Yên Quỳnh qua kênh Yên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ. Chúc quý vị một ngày vui vẻ và bình an. Những người ở Việt Nam và nước Mỹ mà trong vùng dịch thì mau mau hết dịch, cảm xúc mừng tốt để chúng ta có điều kiện người vô lưu gặp gỡ với nhau. Xin chân thành cảm ơn em và chúc em Yên Quỳnh và cùng gia đình là luôn luôn tràn trề sức sống, khỏe mạnh và yêu đời. Em trải mãi vui tươi mãi để giúp cho mọi người được đem lại cái niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ của cuộc đời còn lại. Dạ, cảm ơn anh ha. Chúc anh ngày mới tốt lành nha. Bye.